Em chào tất cả các bác, chào tất cả các anh chị, chào tất cả mọi người. Hôm nay em giới thiệu đến các bác cái cây đó chính là cây địa lan Đại Kiều. Cái địa lan Đại Kiều này thì nó là một trong những cái cây mà cũng khá là phổ thông và cũng được rất là nhiều bác biết đến cái cây này. Cây này thì hoa nó màu trắng xanh vàng. Nó như kiểu là cái cây tiểu kiều ấy, là cây bạch ngọc tiểu kiều. Hay là cái cây này, cái Đại Kiều thì thân lá to hơn. Anh chị có thể nhìn sơ qua cái là sẽ biết ngay về cái cây Đại Kiều này, bởi cây Đại Kiều này thân lá là to. Và nó cũng dạng củ tròn như kia là cái cây ấy thôi. Anh chị nhìn cái củ của nó này. Củ nó tròn như là cái cây Đại Kiều ấy, à cái cây tiểu kiều ấy, anh chị ạ, như nhau. Nhưng mà cái là cái cây Đại Kiều lá là to anh chị ạ. Đấy, lá là to và vặn. Cái này nó lá nó chỉ có cây ngân biên ấy. Đấy, thì cái Đại Kiều này thì nó lá nó to và nó vặn. Còn cây tiểu kiều thì là lá nó bé hơn và lá nó dựng hơn. Đấy, đây là cái dáng lá tổng thể của nó khá là khó nhận ra. Nhưng mà nếu mà mình so sánh các mùa nở ấy, thì mình sẽ biết ngay là cái cây này nó là cây Đại Kiều. Bởi vì cây Đại Kiều này nó là nở vào mùa thu. Và cái cây nở vào mùa thu như này thì nó rất ít. Nó chỉ có mấy cây như Tứ Thời hay là Bạch Ngọc, Tiểu Kiều, Đại Kiều, Kim Biên, Ngân Biên. Và một số những cây thu lan hay cây hạ lan nó cũng có thể nở mùa xê dịch nhau đi, bởi vì gần như là nó không ổn định vào tháng nào cả. Ví dụ như những cái cây địa lan xuân ấy, là nó vào Tết thì đa phần là nó vào Tết các bác ạ. Còn như những cái cây thu này thì nhiều khi nó vào đầu thu nó nở, có khi cuối mùa thu nó cũng nở. Đấy, như cái cây Đại Kiều với cây Đại Kiều với cây Tiểu Kiều ấy thì mọi người hay phân biệt đó chính là cây nở nhiều bông, cây ít bông ấy. Có nghĩa là như cái cây Tiểu Kiều là mọi người chỉ bảo là được 3 đến 5 bông thôi, còn cây Đại Kiều nó từ 5 đến 7 bông. Như cái cây này ở đây nó đang có là 8 bông. Thì theo cái quan điểm của em ấy thì là nó khác nhau bởi thân lá. Còn hoa thì nhiều khi nó phụ thuộc vào mình nuôi trồng ấy. Anh chị nuôi trồng tốt thì nó sẽ được 5 bông. Còn ví dụ như Đại Kiều anh chị nuôi kém thì nó chỉ 5 bông thôi. Còn Tiểu Kiều anh chị nuôi tốt thì có thể 5 bông, có thể là 6 bông. Quan điểm của em đó chính là nuôi trồng tốt thì cây sẽ cho hoa to đẹp và phát triển tốt. Còn nếu mà mình nuôi trồng kém thì cái cây dù có ra nhiều hoa thì nó vẫn ra ít hoa. Ví dụ như cây Đại Kiều này anh chị mà nuôi, nó là cây nhiều hoa hơn cây Tiểu Kiều đúng không ạ? Nhưng anh chị nuôi trồng kém, củ nó yếu thì nó chỉ ra 3-4 bông thôi. Bởi vì nó nhỏ, nó yếu thì nó không thể ra hoa to được. Cái cây Đại Kiều với cây Tiểu Kiều nó là cái cây rất là dễ sinh hoa. Rất là sinh hoa anh chị ạ. Đấy. Thì cái cây hôm nay em nói đến cái cây Đại Kiều đây thì mọi người nhìn cơ bản của nó là hoa màu trắng vàng, trắng xanh ấy. Nhưng cái lên hình ảnh nó hơi gọi là trắng xanh vàng. Bởi vì thực ra cái màu xanh của những cái cây địa lan này thì gần như không thể xanh được. Nó chỉ là xanh vàng thôi anh chị ạ. Mọi người vẫn gọi nó là xanh nhưng thực ra nó chỉ là xanh vàng thôi. Đấy, nhưng nó vẫn có hơi yếu tố xanh chứ nó không phải là không có ánh xanh anh chị ạ. Đây là cái cây tổng thể với cái cần hoa, cái cây Đại Kiều. Cây Đại Kiều này thì thường hoa nó chỉ thấp như này thôi anh chị ạ, chứ nó không được gọi là thoát cần như là mấy cái cây địa lan xuân. Cái cây Đại Kiều này thì nó là một trong những cái cây mà chúng ta cũng có thể gọi đó là hàng truyền thống được, hàng truyền thống anh chị ạ. Đây em sẽ nói sơ qua về cái lá của nó một chút anh chị nhé. Anh chị nhìn đây là cái hướng này, hướng tơ này, cái lá của nó ra thường nó sẽ hơi vặn xoắn ở đuôi lá. Lá cao to dài khoảng tầm 60 đến 70 cm, có thể là 50 thôi, bởi vì nó phụ thuộc củ bé. Ví dụ như những cái củ này nó bé này anh chị này, củ nó bé này, đấy, nó bé như này thì hoa đương nhiên nó chỉ 3-4 bông thôi, đấy. Nhưng mà những cái củ to, cây phát triển to thì củ nó sẽ to và sẽ hoa to, nhiều bông, đấy. Nó dài tối đa thì được khoảng 60 anh chị ạ. Đây như cái này nó khoảng tầm độ 50, có cái được 60. Đây chị nhìn nó khá là dài, đấy, nó khá là dài, nó còn cái độ cong của nó nữa. Đại loại là khoảng 50 đi, bình quân khoảng 50 là dễ anh chị ạ. Lá của nó hơi vặn xoắn anh chị nhá. Anh chị nhìn những cái đuôi lá hơi vặn xoắn này. Đấy, vặn này em hay gọi là vặn vỏ đỗ. Đấy, mọi người nhá. Đây vặn vỏ đỗ này. Vặn này nó như là vặn quả vỏ đỗ ấy. Vỏ đỗ mà khi mà anh chị phơi mà lấy hạt á thì là lá nó hơi, cái vỏ nó hơi vặn tròn này. Đấy, thì cái cây này gần như lá nào cũng có. Nhưng có cái nó vặn nhiều vặn ít thôi, ví dụ như cái này thì nó vặn sang này này. Còn cái kia nó vặn này. Mỗi cái nó vặn một hướng khác nhau. Đấy, vặn trái vặn phải. Đây như cái này anh chị nhìn nó hơi nghiêng. Đấy, và cái lá của nó khá là mềm. Lá của nó, lá cây Đại Kiều thì rất là mềm mại anh chị nhìn này. Nó cong lên xong nó hơi ngả ra rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp. Lá khá là đẹp. Thì lá của nó to khoảng từ 1 đến 2 cm anh chị ạ.
bởi vì nó tùy phụ thuộc tối đa khoảng 2 sen. Ở đây nhìn những cái lá to này nó khoảng 2 sen, hơn 2 sen đó. Đấy, khoảng 2 sen. Thì những cái lá to khoảng 2 sen thì lá bé là đương nhiên là bé hơn anh chị ạ. Nhưng mà cái là cái cây đại kiều này là cái cây tổng thể lá khá đẹp. Lá vặn xoắn, đây mọi người nhìn này. Rất là đẹp. Hoa của nó thì hơi ngắn thôi, bởi vì cái dòng thụ lan này như cái cây này thì hoa nó hơi ngắn. Chứ nó không được là hoa to và cần thoát cần như là những cái cây địa lan xuân. Còn như những cái cây đại kiều này nó là dạng thân lá to hơn là cái cây tiểu kiều, và lá nó đẹp hơn, lá to, lá nhưng mà nó cũng mềm mại, vặn xoắn rất là đẹp. Chứ nó không như cây tiểu kiều, cái bạch ngọc tiểu kiều thì cái cây đấy thì lá nó nhỏ hơn, nó cứng, nó hơi dựng. Thế còn cây này lá nó khá mềm mại, lá nó trông nó mềm mại và nó vặn xoắn, nó như kiểu lá hoàng vũ. Đấy, nhưng được cây này nó lá nó cao hơn. Nó dựng cao hơn là cây hoàng vũ nó ngả tà nó chỉ cao 20 thôi. Còn như cây này lá của nó cao lên nó cũng phải hơn 20. Nó cũng xem khoảng 25 30 đấy, những cái lá cao nhất. Hoàng vũ nó chỉ tầm 20 trở lại thôi. Đấy. Cái này thì nó với cả hoàng vũ lá dài to hơn. Đâm mà mình nhìn thì nó lại lướt thướt hơn. Còn cây này thì nó không dài không to bằng cây hoàng vũ, đâm nhìn nó mảnh khảnh trông rất là đẹp. Đẹp hơn là cái cây lá rất là đẹp. Thì thực ra thì mỗi cây thì nó có một vẻ và một kiểu dáng khác nhau. Đấy thì nó cũng là sự đa dạng của cái dòng địa lan này. Thì anh chị có thể xem thêm và tham khảo trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa để mọi người được rõ hơn nhé. Còn hôm nay em giới thiệu đến các anh chị về cái cây đại kiều, cái cây hoa màu trắng ngà. Anh chị nhìn về cái hoa nó một chút. Hoa của đại kiều này thì nó không có gì để chúng ta phải phân tích quá sâu như là những cái mà chúng ta nhìn nhận được từ những cây địa lan xuân. Còn những cây địa lan xuân thì nó có nhiều thứ, ví dụ như là anh chị phải tìm nhìn đến cái chia cần này, chia bông này, rồi thì hướng này, rồi thì các kiểu thăng hoa. Thì mọi người xem thêm trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa ấy, em có nói rất là nhiều về địa lan ấy. Thì mọi người sẽ tìm hiểu, sẽ dễ hiểu hơn. Còn như cây này thì nó chỉ là một cái cây và lên thì tay hoa nó chia đều ra xung quanh. Có cây thì mọc hướng trái, có cây mọc hướng phải. Còn nếu như mà anh chị, ví dụ anh chị mà xem thì anh chị sẽ, em sẽ nói là ví dụ cây này quay một hướng này. Đây này, xong đến cây này là phải quay hướng cái này này. Đấy. Đại loại là nó phải chia làm tứ diện ấy là đẹp nhất. Ví dụ anh chị có thể xem thêm về cái cây địa lan đại thanh ấy. Hoặc là nó cuốn cần như này, ôm cần và cần nó dựng lên thì là thăng hoa. Cần nó tươi như này, đấy tươi như này là thăng hoa. Còn những cái cây mà nhiều khi nó hơi rủ ấy, nó có nhiều cây. Trông nó ngủ trông nó kiểu khác, còn những cây thăng hoa trông nó đẹp. Anh chị ạ, thì anh chị nếu mà muốn tìm hiểu về địa lan thì phải tìm hiểu thêm về những cái cây địa lan xuân ấy, bởi vì địa lan nó là cái mà rất là tinh túy, và mọi người chơi địa lan chúng ta có thể đánh giá được những cái bông khác, ví dụ như phi điệp hay là kiếm hay là một số loại khác thì mọi người đánh giá nó dễ hơn anh chị nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau để mọi người cùng tham khảo và tìm hiểu thêm về địa lan cũng như là những cây lan đột biến cũng như lan kiếm hay một số loại cây khác. Cảm ơn tất cả các bác, xin chào và hẹn gặp lại.